Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Để mình cho chị thở đã. Đấy, chị thở ra được. Sao đè vào cái đáy phổi á, đẩy cái cơ hoành lên, do đó lúc đấy chúng ta cho thở ra để đẩy hết hai khí ra ngoài, chúng ta đừng có làm ngược nha. Rồi cái chân của chị đến đây, chân chị cứng mềm á, nhưng mà tới đây là cứng rồi, tới đây là cứng, cách cái mông khoảng mấy cm ha, tới đây là cứng rồi. Ok chưa? Cái chân này thì sao? Chân này còn cứng hơn nữa ha. Đến đây là đau rồi này. Kéo vào là đau rồi. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm ha. Mọi người nhìn này, chúng ta sẽ khóa bằng cái khóa nhị mô này, đặt vào đúng chỗ hai cái điểm lõm đó. Còn tay chúng ta đè ha. Nó kết thúc ở đâu, nó chạm đâu á thì chúng ta sẽ day ở chỗ đó. Tuy nhiên, nếu như mà cái gót chân không chạm, chúng ta lấy cái cây để chúng ta đo. Ok chưa? Chúng ta đo cái điểm gọi là chạm gót. Rồi sau khi chúng ta đo được xong rồi, lúc này chúng ta cầm cái cây này chúng ta day. Đó, được chưa? Một tay chúng ta giữ cái khóa nhịp môn và một tay chúng ta day. Đó. Day khoảng chừng 20 cái. Tất nhiên chúng ta dùng cái dụng cụ day thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, đang đau làm tí sướng. Chúng ta sẽ xoay thế nào? Chúng ta sẽ cầm cái chân này và chúng ta sẽ quạt rộng nó ra. Ép lên như vậy. Đúng rồi, trời ơi. Ơi, quá hay luôn. Thành tích của cô này. Bây giờ đứng dậy ngồi xuống ngon lành coi. Em ơi, tránh ra giùm. Rồi. Tự tin lên. Rồi đứng dậy. Thoải mái. Rồi. Ok ha. Yeah. Đây bây giờ. Là xuống đất luôn. Đúng rồi, tự nhiên ngồi. Rồi sát luôn. Rồi, kéo lên. Rồi. Nào xuống đất luôn. Rồi, thế đó. Rồi ai làm đi? Ai làm mà về luôn này làm chứ. Rồi em làm đi. Trong tài xế sát thì mình để cho ngon. Mình sát cái bông xuống cho mình. Rồi sát bông xuống cho mình. Rồi, mạnh không? Đó, ngon lành chưa? Ngon lành. Rồi, cho tràng pháo tay cảm ơn chị. Rồi, rồi hả? Cưới tôi 15 năm rồi và thoát gì đó điện rồi hả, gai cột sống rồi tùm lum hết. Nó đau từ cái răng này nè, nó giật lên mà đi không được, bước cái là nó đau, nó thấy buồn luôn, nó thiệt luôn. Mà bây giờ là nghe ở đây được rồi, tôi tới đây tôi làm tôi thấy thoải mái quá trời luôn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.